Bandung Im. Điện thoại gì giờ này nữa, khỏi nghe. Nghe điện thoại đi. Ui. Anh, nghe điện thoại đi. Lỡ có chuyện gì sao? Bực quá. Alo. Alo, chú đang ở đâu? Tao đang ở nhà chứ đâu. Có chuyện động trời rồi. Công an gì kính dịu dàng. Thiệt vậy hả? Cháu đang ở trước đây nè. Rồi bây giờ làm sao? Chú gọi điện cho ba cháu coi. Rồi, để tao điện cho, để tao điện nha. Rồi. Dịu dàng view rồi đó nha. Dạ. Lên xe mày. Sao vậy? Hên cho tụi mình, hôm nay không tới dịu dàng, nếu không vào kho cả đám. Chuyện gì vậy? Anh hai tao không biết. Nói là tụi mình phải trốn thôi, không bén mạng tới vũ trường nữa. Vậy là con nhỏ Diệu Linh của bọn mình hả? Leo lên mày. Ok. Giám đốc vũ trường ở phòng nào? Dạ ổng ở nhà riêng ạ. Xuân Đức. Dạ có. Cậu hãy nhận lệnh tới khám xét nhà riêng và bắt Lê Tươi khẩn cấp. Đó. Chút xíu. Dạ xin phép hai anh. Dạ hai anh. Lỗi anh chị, tôi không thể nói được điều gì trong lúc này. Vậy xin anh trả lời một câu, chủ trường bị khám xét vì tội danh gì? Chắc chắn là phải có tội danh, nên chúng tôi mới khám xét và bắt giữ khẩn cấp như thế này. Ủa, người hùng của em, anh có thể cung cấp cho em một số thông tin cho số báo ngày ngưng mai lại. Được không? Ngưng lại đi. Tắc Di đang bị thương, không thể nói được điều gì cả. Sáng nay tôi cũng nói cô biết luôn, đừng có chụp hình, đừng đâu báo lung tung nữa. Thôi mình đi anh. Dạ đúng rồi đó anh Bảy. Hiện giờ em đang rối quá anh Bảy. Có cách nào cứu em không anh Bảy? Chú Sáu Phương cầm cổ phần
hai cha con của anh có 40% cổ phần ở cái sàn nhảy đó. Chú là giám đốc của sàn nhảy đó thì chú phải nghĩ chứ, tại sao bắt anh Bảy phải nghỉ? Dạ em biết rồi, nhưng mà anh Bảy là người đa mưu túc trí, anh quen biết nhiều hơn em. Vậy thì sáng mai chú cứ ra đầu thú đi. Chú cứ nói rằng là sự việc là sau 12 giờ đêm do thằng Ất đi quá đà. Dạ không được đâu anh Bảy ơi, thằng Ất nó làm theo chỉ đạo của cậu Hai Quý mà anh. Nè, chú có muốn tôi cứu chú hay không mà chú cứ dính thằng Hai nhà tôi vào vậy hả? Nhưng em sợ thằng Ất nó khai anh ơi, thằng này nó khốn nạn lắm. Đúng rồi đó anh, thằng Ất nó khốn nạn lắm. Hồi sáng á nó định dây em mà em không có chịu. Mẹ nó chết tới nơi mà còn đào biết. Dạ, không có tiếng tivi đó anh Bảy. Thôi, anh không muốn nói nhiều nữa. Anh chỉ yêu cầu chú nhớ cho một câu, là đừng có để cho thằng Hai nó dính vô, thì anh sẽ có cách để mà cứu chú. Dạ nhưng mà, anh Bảy. Ông đi từ phải không ba? Sao mày cứ đụng vào đâu á, là ở đó có chuyện vậy? Có chuyện gì vậy anh? Chứ ba cũng nói là lúc này cần phải tăng tốc để có cơ sở đầu tư vào sân golf sao? Nhưng mà cái đó mình còn phải che chắn trước khi làm một việc lớn. Con nghe nói là cái vụ này cũng do thằng tắt tụi thằng Đắc Phi làm. Nếu vậy thì mình phải lấy tiền của thằng Lê Tươi rồi thằng Tám Hẹn để mở đường mà đến với tụi nó. Nhưng ngoài cái tụi thằng Đắc Phi còn có rất nhiều ông công an khác, cứ như trên trời rơi xuống, chả biết ở đơn vị nào. Mày bây giờ cứ tìm đến đầu mối đầu tiên là thằng Đắc Vi, rồi từ đó sẽ tìm ra cái bọn khác. Cũng giống như hồi trước vậy, nhà mình đã tìm ra chú Lý, rồi từ chú Lý mình mới tìm ra được những người kia chứ. Hay là bây giờ nhờ chú Lý được không ba? Để tao lo. Chú Chính ơi. Dạ. Ra mua giùm tôi tờ báo coi người ta đăng cái vụ Dũng Trường Dịu Dàng sao nha. Dạ. Tôi đi nghe. Chào cô. Chào chú. Chú định đi đâu phải không ạ? Ông chủ bảo chú đi mua tờ báo có cái vụ Vũ Trường Dịu Dàng bị bắt phải không ạ? Cháu đã có 3 số báo về vụ này rồi. Rồi họ viết sao cháu? Cháu chưa đọc nhưng hàng tiết giật gân lắm chú ạ. Ông chủ ở trong phòng khách à? Dạ. Ủa chú, ngủ không được sao về sớm vậy? Già rồi ngủ được bao nhiêu đâu, đâu phải như cậu vậy. Ủa sao hôm nay vậy trễ vậy thiếu gia? Tối qua ba con anh gần sáng mới về luôn đó. Vậy mà không cho em đi chung, tính bỏ rơi em phải không? Nè, nhiệm vụ của cháu là phải giữ gìn nhan sắc, cho nên hạn chế đi ra đường. Đúng rồi đó em, phải bụi bặm như cha con anh thì mới đóng vai xe ôm được, còn lộng lẫy như em vậy hả? Để dành nơi khác đi nghe cưng. Có tin mới này chú. Ủa, cả ba tao đều đăng à? Dạ.
Con trai à? Dạ. Má nấu cháo bào ngư ngon lắm, con về ăn một miếng. Dạ, cảm ơn má. Sao, ngon không? Ngon lắm má. Con ăn đi. Dạ. Ăn nhiều một chút cho mau lại sức con à. Dạ. Mà có cần phải điện cho ba biết hay không hả con? Thôi má ơi, tay con chỉ bị phần mềm thôi. Má gọi cho ba, má không bao lo lắng, rồi lại ba về nữa. Ờ ha, dám mong ba về thiệt đó. Ngay cả mấy người bạn của má hay tin con bị thương, ai cũng gọi điện hỏi thăm hết. Thôi, má cứ nói với người ta là con sắp khỏi rồi. Đâu có được. Mấy chị em biệt động, quy ước với nhau, nhà ai có chuyện vui buồn là phải thông báo, gặp gỡ nhau để cùng chung tay giải quyết. Tay con sắp hết rồi, má và mấy cô tính giải quyết gì đây? Trước hết là động viên con, sau nữa là tổ chức ăn uống, nói chuyện giống như cái hôm ở nhà của Minh Trang á, vui lắm. Như vậy thôi hả má? Còn nữa chứ, má đã gợi ý cho cô Minh Trang đưa em Minh Thư tới thăm con luôn. Vậy con sẽ đưa Hà Linh, bạn gái con, tới chơi luôn. Hả? Cái cô mà lất lơ lất láo yểu điệu như vậy đó hả? Còn đỡ hơn con của cô Minh Trang, nhún nha nhún nhảy, con không thích đâu. Cái thằng. Công nhận tác giả bài báo này viết rất sắc sảo, nhưng có phần hơi võ đoán. Hình như anh ta muốn ám chỉ tới một nhân vật nào đó ngoài Lê Tươi ra thì phải. Thưa chú, cháu gọi điện cho Diệu Linh được không ạ? Được chứ, cả thành phố đang quan tâm đến vụ vũ trường Dịu Dàng, đâu phải mình cháu với Diệu Linh đâu.